tất cả các cái thứ tâm, dù là tâm thiện hay là tâm ác, tâm phàm hay là tâm thánh, hiệp thế hay là siêu thế, thì tất cả đều cần phải được lìa bỏ. Thì vị này từng nghe được một câu như vậy, cho nên hôm nay vị này đứng trước mặt Thế Tôn và đã đọc một cái bài kệ, đọc một cái bài kệ mà có cái nội dung như là các vị vừa nghe chúng tôi đọc vậy đó. Tức là chỗ nào chế ngự ý thì chỗ ấy đang khổ tận, ý chế ngự hoàn toàn thoát đâu có hoàn toàn. Cái câu này thưa đại chúng, nó có hai nghĩa. Câu này nó có hai nghĩa. Không biết các vị còn nhớ cách đây mấy hôm chúng ta có học một cái bài kệ, chúng ta có học một cái bài kệ mà trong đó Đức Phật này dạy rằng á, ở đâu mà không có thọ tưởng hành thức thì ở đó đó thoát khỏi triền phược, ở đâu không có thọ tưởng hành thức thì ở đó mình được an lạc. Thì cái thọ tưởng hành thức đây nó chỉ cho tất cả tâm và tâm sở, nói chung là toàn bộ cái sự có mặt của đời sống tâm thức, thì được gọi thì ở đâu mà thiếu hẳn, đâu mà vắng mặt hẳn sự có mặt của dinh quẩn thì ở đó được xem là sự giải thoát. Cái câu này đó phải hiểu như thế này, là mình sanh tử luân hồi là bởi vì mình còn có chỗ để mà mình tham đắm, còn có chỗ để mà mình chấp thủ. Khi nào mà mình mềm chung, mình qua đời mà mình không còn tiếp tục có cái tâm tái sinh nữa đó, để mà tiếp tục duy trì sự có mặt của dinh quẩn nữa đó, thì lúc đó được gọi là mình đã là một vị A-la-hán, một người đã giải thoát. Đó là hiểu, cái đó là một ý. Nhưng mà đó, cái vị trời mà đọc cái bài kệ cho Đức Thế Tôn, trước mặt Đức Thế Tôn đó, thì bây giờ đọc với một cái ý hiểu lầm, cho rằng mình tu là mình tìm mọi cách, tức là chưa thành thánh á, mình biết làm sao mà đừng có tâm lỗi khen. Đại khái như vậy. Thì kể cả trường hợp mình chỉ cần mình là người vô tưởng thôi, chỉ cần mình là người vô tưởng, người không có tâm ấy, thì được gọi là mình đã giải thoát. Thì đây là cái hiểu lầm rất là quan trọng. Khi nào mà vị này nói với cái đọc cái bài kệ đó đó mà với cái ý rốt ráo đó, thì tôi ví dụ như là vị này hiểu là cái sự chấm dứt hoàn toàn của năm quẩn đó, là sẽ chấm dứt tất cả đau khổ, nếu mà hiểu như vậy thì tốt. Còn vị này chỉ hiểu theo cái cách mà rất là trẻ con, có nghĩa là tôi xin nhắc lại một cái bài kinh mà tại sao mà tôi nói rằng cái cách suy nghĩ của vị này là trẻ con, là có một bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ đó, Đức Phật ngày dạy rằng này các tỳ kheo, thu thúc nhãn căn không có nghĩa là mình làm mù đôi mắt, thu thúc nhĩ căn không phải là mình làm mù cái hai lỗ tai của mình, hoặc là không phải thu thúc ý căn là mình chìm vào trong giấc ngủ. Tại từng nói chung là cái sự thu thúc chặn nhọn mà mình phải chặn cái gốc của nó, chặn cái gốc của nó. Bởi vì đối với một vị mình mà được xâm được ở vô tưởng đó, thì vị đó trong suốt 500 đại kiếp vị đó không có tâm, không có tâm thì làm gì có phiền não. Nhưng mà trước khi xâm về cái cõi vô tưởng đó, thì đương sự vẫn chưa kịp chấm dứt tất cả phiền não, cho nên sau khi sanh về cõi vô tưởng một thời gian, sống hết cái tuổi trên đó, sống hết cái đời sống trên đó 500 đại kiếp, thì vị này trở xuống thì mọi thứ bắt đầu lại y như cũ, có nghĩa là vẫn tiếp tục sa đọa trầm luân, vẫn tiếp tục sống chìm đắm trong tham sân si phiền não. Cho nên cái câu mà nói rằng sự vắng mặt của danh quẩn là sự vắng mặt của đau khổ đó, cái câu đó phải được hiểu là cái được hiểu như thế này, là khi nào mà mình không còn phiền não nữa thì mình lúc mình mệnh chung thì mình không còn tiếp tục tái sanh nữa, mà nếu không còn tiếp tục tái sanh nữa đó thì lúc đó tứ dinh quẩn mà thật sự vắng mặt, phải hiểu như vậy đó thì mới ok. Còn là mày chưa nói đến chuyện tu hành gì hết mà nói trực tiếp mình hiểu vắng mặt thôi thì được. Thì cái câu này tôi xin nói rõ, có người ông A đã nói đúng vì ông A hiểu tại sao ông nói như vậy, nhưng mà nếu mà ông B nói y chang như vậy đó, thì nghĩ là khác. Tôi nói một hoặc là tôi nói một cách khác, một đứa bé nó nói rằng nó chỉ cần mình nó thấy ông bố bị té xe Honda, thì nó nói rằng
muốn đừng chạy ăn ba nữa. Thì cái câu đó nó rất là trẻ con. Hoặc là tôi nhớ có một cái bà vợ, à quên đó, tôi xin ngưng lại đây một chút. Tôi xin xác định cái câu chuyện ngày hôm qua mà tôi kể mà nó có vẻ nó hơi thô đó, có gì còn nhớ không? Cái câu chuyện mà thay vì người ta tìm ra cái thuốc chữa bệnh Alzheimer mà người ta lại không chú ý nó nhiều, mà người ta dành tiền để người ta chữa, người ta đi giải phẫu đó, để rồi sau này khi mà có được khi mà làm được mọi sự nhĩ, nhưng mà cái bệnh Alzheimer này chưa chữa hết, thì người ta có được mọi sự nhĩ nhưng mà không còn nhớ rõ là mình dùng vào cái việc gì. Các vị còn nhớ câu chuyện đó không? Cái câu chuyện đó nghe rất là thô, nhưng mà thật ra tôi phải thưa rõ là cái câu chuyện đó là một phần được lấy ra từ cái bài phát biểu của một vị bác sĩ người Brazil đấy, trong cái ngày mà ông đến Na Uy để mà nhận cái giải Nobel về y học. Đó là một câu chuyện rất là nghiêm túc, chứ không phải là một câu chuyện mà câu chuyện mà tào lao bên lề, không phải. Tôi nói rõ như vậy nha, để tránh hiểu lầm. Đó là một câu chuyện được một vị bác sĩ đọc ngay cái buổi lễ mà nhận cái giải thưởng Nobel tại Na Uy. Thì bây giờ tôi xin trở lại một cái câu chuyện mà tôi cho rằng có thể minh họa cho cái vấn đề mà tôi đang nói. Đó là một hôm thì cái bà vợ nó đang đứng bên đầu bếp, thì ông chồng ông ngồi trên cái salon ông đọc báo. Các vị nghe rõ không? Ông chồng đang ngồi trên salon đọc báo, còn bà vợ thì làm bếp. Thì ông chồng ông đọc báo, ông mới nói thế này là em nghe nè, báo họ mới đăng nè, uống rượu nhiều á thì dễ bị chết vì gan. Bà vợ nói đúng rồi, vậy anh đừng uống được rượu nữa. Thì ông chồng mới đặt tiếp một câu chuyện thứ hai, ông đọc ông nào lại nói tiếp, người ta cũng nói nữa, người ta nói uống hút thuốc nhiều á thì mình dễ chết vì bệnh phổi hoặc là những bệnh liên quan. Thì bà vợ nói đúng rồi, anh đừng hút thuốc nữa. Thì ông chồng ông mới đặt tiếp, ông nói mà người ta cũng mới nói nữa, người ta nói là mà gần gũi nhau nhiều quá thì mình cũng dễ bị chết vì kiệt sức. Thì bà vợ bà đang làm bếp, bà nghe gì đó thì anh đừng có đọc báo nữa. Các vị nghe kịp không? Tức là khi nói về rượu á thì bà kêu ông chồng đừng uống rượu nữa, mà nói về thuốc lá thì bà kêu ông chồng đừng hút thuốc lá nữa. Nhưng mà tới lúc mà cái chỗ mà nó nam nữ gần nhau nhiều quá thì mình dễ bị kiệt sức và chết sớm, thì bà mới nói là nếu vậy anh đừng đọc báo nữa. Ở đây cũng vậy, cái vấn đề giải quyết của bà vợ nghe rất là kỳ. Tức là trong ba vấn đề đó thì hai vấn đề trước thì giải quyết theo cách khác, nhưng đến cái vấn đề thứ ba đó thì bác kêu trọng đừng đọc báo nữa, tức là anh đừng có chú ý cái chuyện người ta nói này nói kia nữa. Ở đây cũng vậy, cái vị trời này chỉ nghe lóng thoáng là không còn bốn linh quẩn nữa thì không có còn khổ, nhưng mà vị đó chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi, giống như bà vợ đó kêu đừng đọc báo nữa thôi. Nhưng mà lẽ ra cái câu này nè đúng chứ không có sai, tôi sẽ nói rõ câu này đúng chứ không có sai, nhưng mà phải hiểu theo ý khác. Tức là hãy tu tập để chấm dứt phiền não, sau khi chấm dứt phiền não rồi thì không còn tái sanh, mà không còn tái sanh thì không còn tâm thức nữa, thì lấy gì mà tái sinh đây? Đấy, phải hiểu như vậy. Còn ông này em chỉ hiểu ngay có một gút thuốc khúc thôi, là ông nói là mình tu mình làm sao để cho mất cái tâm đó, chứ không nói gì đến phiền não hết. Mà người tôi nhắc lại, ông A nói câu này thì được, nhưng mà ông B nói câu này không được, bởi vì ông A nói thì cũng có hiểu biết, còn ông B nói câu y chang gì mà không có hiểu biết. Cũng giống như một đứa bé mà nó thấy bố lái xe thì cái chuyện đầu tiên nó chỉ nghĩ là thôi bố đừng chạy xe nữa thôi, mà nó quên một chuyện rất là quan trọng, đó là cái miếng cơm mà nó đang ăn, cái áo mà nó đang mặc là do bố nó đi làm mà có, mà bố nó đi làm nó không thể nào đi bộ được hết, bắt buộc bố nó phải là chạy Honda. Toàn bộ nhà cửa điện nước cơm cháo áo quần cái tiền mà sách vở học hành của nó là toàn bộ là từ cái chiếc Honda của bố đó. Cho nên nó là bố đừng chạy xe nữa, như vậy thì phải nói rằng đó là một suy nghĩ rất là trẻ con, và cái đề nghị đó của nó tuyệt đối không phải là một giải pháp tốt nhất để giải quyết cái chuyện mà bố nó bị té xe hôm nay cũng như là chuyện mơ này. Cái chuyện mà bỏ xe Honda nó chưa phải, bởi vì mình nếu mà sợ tai nạn đó thì phải nói rằng không đi Honda chắc gì mà được an toàn, mà trước mắt là vợ con đói. Cho nên ở đây phải hiểu là Đức Phật thấy rằng cái vị trời này không có hiểu
tới nơi tới chốn mà chỉ nghe người ta nói rồi nhắc lại mà thôi. Đấy, thì nếu mà nhắc lại mà thôi đó, thì Đức Phật này có cái lời giải thích cho vị này rõ là không phải, không phải câu chỉ là ngăn chặn những cái ý từ phát khởi, bởi vì chính Như Lai, chính những vị La Hán không còn phiền não thì họ vẫn còn có tâm mà, cho nên cái chuyện cái bản thân cái tâm nó không có phải là cái lỗi, mà cái lỗi nó nằm ở chỗ là không dạy nó. Con nó hư không phải là mình đem đi giết con, mà mình phải dạy con. Cái chân mình đã phân, mà tự câu không phải chân đã phân rồi đem chặt bỏ. Cái vị ta nó có câu không biết, các vị có biết đâu đó không, không phải vì cái chuyện mà đạp phân rồi đem chặt chân đó thì cái chuyện đó nó sai. Mà máu cẩn thận không có để mình phải đạp phân nữa. Đó, cái chuyện quan trọng ở đây cũng vậy, làm sao mà còn có cái tâm đó, chưa tới lúc mạng chung thì mình vẫn còn sống, mình hãy còn sống thì mình vẫn còn có tâm thức chứ. Nhưng cái quan trọng nhất là đừng để cái tâm thức đó nó bị vướng kẹt trong tham sân si phiền não, để tiếp tục trầm luân đời sau kiếp khác, để tiếp tục phải chịu đựng những nỗi khổ niềm đau trong đời sau kiếp khác nữa, thì đó được gọi là tu tập chế ngự tâm, chế ngự ý. Đấy, chứ còn mình nếu mà mình không chú ý đến chuyện đối phó phiền não, làm việc cái phiền não, nói ra trong nước là không có xử lý phiền não, mà cứ nghĩ làm sao tôi mất cái tâm đó, thì đó là một suy nghĩ ngay chỗ này thôi nha, đó là một suy nghĩ nông nổi. Thì trong chú giải chỉ nói đơn như vậy thôi về cái đoạn kinh này, và tôi hy vọng là trong rừng bà con mình nghe kịp cái điều tôi nói. Rồi thì chúng ta học thêm cái bài kinh tiếp theo. Chờ, cảm ơn. Cho tôi xin bài kinh tiếp theo. Và tôi cũng xin thắc mắc là không hiểu vì sao hôm nay tôi không còn áo xanh nữa. Áo này.